Alo, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là trời tối rồi, đang ở Tây Ninh, không ở trong khách sạn đâu. Kế bên khách sạn là trung tâm Vincom, rồi có mấy chỗ ăn uống, rồi mấy cái nhà hàng ở trong đó nè, cái siêu thị tùm lum đó. Nhưng mà Nick đi ra ngoài nè, Nick muốn kiếm mấy chỗ địa phương để ăn uống và trải nghiệm, và đồng thời sẽ quay chia sẻ lại cho quý cô bác anh chị và các bạn cùng biết nha. Bây giờ thì mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng theo chân với Nick, chúng ta đi ăn uống trải nghiệm về đêm tại thành phố Tây Ninh nha. Đây là quán bánh canh Úc Thiên, nghe nói rất là nổi tiếng ở khu vực này đây, nằm ở số 88 đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, phường 2 Tây Ninh nha. Bây giờ là Nick thấy cũng khá là đông người ngồi ăn phía trước quán nè, thấy hai bên luôn, bên trái và bên phải luôn, ngồi ngoài lề đường nữa. Bây giờ Nick vào ăn thử thôi. Ở ngoài hết chỗ rồi, Nick vào bên trong ngồi. Bây giờ bên trong còn trống nhiều chỗ nè, thoải mái hơn. Bây giờ không có cái cuốn menu nhưng mà nhìn trên tường nè, cái này là bánh tráng phơi xương thịt luộc rau rừng 50.000 một phần, có giò rút xương mặt thịt đùi lỗ tai heo thịt bắp tim lưỡi. Còn bên đây là bánh canh hoặc là hủ tiếu 35.000 một tô, có xương nạc, giò gân, giò nạc, móng, đầu, gối, tim, dội trượt, lưỡi heo, lỗ tai heo, xương sườn. Tô thường thì 30.000, tô nhỏ thì 20.000, thập cẩm thì 50.000. Rồi, bây giờ nhìn cái bảng này mình có thể order, chắc là Nick sẽ ăn cái phần bánh tráng phơi xương thịt luộc rau rừng trước cái đã. Thấy bên kia, bên đây, nhưng mà mọi người chắc là thích ngồi ở ngoài hiên, ngoài lề đường nó vui, nó mát sao mà Nick thấy trong nhà cũng sạch sẽ ở trong đây nè, có bàn ghế rồi nhìn ra phía sau nữa, còn chỗ ở phía trong nữa kìa, thấy cũng khá là tươm tất sạch đẹp mà. Đây, bây giờ phần ăn bánh tráng phơi xương cộng với thịt luộc rau rừng đây rồi. Cái này rất nổi tiếng ở Trảng Bàng Tây Ninh. Bây giờ Nick lên Tây Ninh, Nick không có ghé Trảng Bàng để ăn thì Nick ăn trên Tây Ninh. Buổi tối hôm nay sẽ ăn thử cái món này. Ồ, đũa muỗng đổ hết rồi đây. Đầu tiên là Nick mắm, Nick phải cho ớt vô thôi. Ồ, hết trơn rồi. Chị cho anh miếng ớt. Ớt mà không có đã, phải cho ớt cay cay vô nữa mới đã. Cái này hết rồi, chắc là cuối ngày rồi, 8 giờ mấy rồi, đó là bán sạch cỏ rồi. Xin cảm ơn. Thì mình khuấy ớt vô rồi, bây giờ ớt cay rồi. Rồi thì có ly bánh tráng nè. Ở Tây Ninh, ở chỗ Trảng Bàng á, người ta có loại bánh tráng này nó rất lạ, nó không giống chỗ nào hết. Nó dày dày, dai dai, nó cuốn rất là dễ, là nó cũng mềm, nó cuốn dễ, mà nó không bị giòn, không bị gãy, không bị vỡ. Cho nên là nó rất là đặc trưng. Nhưng mà bánh canh, không, bánh cuốn Trảng Bàng Tây Ninh có loại bánh tráng rất là lạ. Vậy nó cho salad lên. Này, cái này giống như là lá mận rồi rau rừng rồi dắp cá rồi lá xoài. Ồ, hẹ. Một lớp thịt lên. Thường người ta làm một lớp thôi. Đó, một tí đồ chua.
một miếng dưa leo, tí giá vô, tí bún vô nữa. Rồi xong, đập cuốn lại cái này đó. tém gọn là mình cuốn vô rất là dễ. Cái bánh tráng này dài nữa, không có bị gì, không có bị vỡ nè. Rất thích cái loại bánh tráng này. Rồi, nước mắm cay nha, mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng ăn bánh cuốn thịt luộc, bánh cuốn trảng bàn với rau rừng với đấy. Xin mời cả nhà nhé. Chỉ cần cắn nhai cái là biết nó ngọt. Cái nước mắm này nó không có vị ngọt như là ở miền Tây, cái này nó làm hơi mặn, nhưng mà cái mặn này nó vừa, nó không có quá mặn sẵn. Lần thứ hai mới thấy là nó đậm rồi, giờ là nó hòa quyện tất cả vô, độ đạm của thịt, chút bún mềm mềm, chút chua chua, tí của dưa leo giòn ngọt, giá giòn nữa, mà các loại rau thơm nồng hòa quyện lại, thêm nước mắm mặn mặn cái cay nữa, hết sở, rất là ngon. Xin mời cô bác anh chị mình cùng ăn bánh đít nha, xin mời cameraman luôn. Đây. Một lần nữa mời tất cả quý cô bác anh chị và các bạn một phần 50.000 này hết sảy rồi, mời cả nhà. Bây giờ ra món mới rồi, nên Tây Ninh là phải ăn bánh canh trảng bàn thôi. Vừa rồi là ăn thịt luộc cuốn với lại bánh tráng trảng bàn, còn bây giờ là phải thử bánh canh. Đây, bánh canh mà nước thích là giò gân nên là kêu ở đây người ta bỏ tới 2 cục giò gân luôn. Sài Gòn là phải kêu thêm người ta mới bỏ thêm, nếu không là chỉ có 1 cục thôi. Bánh canh trên đây là sợi nó nhỏ nha, ở dưới Sài Gòn người ta thường làm cái sợi là nó bự hơn, to hơn, còn ở đây là cái sợi mỏng như cái sợi bún vậy đó. Sợi nhỏ thôi, nó chỉ khác cái sợi bún tươi này thôi. Bún tươi này nó nhỏ, nó mềm mập hơn, còn cái này là nó dai dai hơn, sợi nó bự hơn chút xíu thôi. Bây giờ là nước nếm thử cái nước lèo quá. Cũng là lên đây phải ăn cái món này, nhưng mà cũng may là Út Hiên này nấu cái nước lèo xong rồi nó ngon quá trời ngon luôn, hết sảy luôn, nó rất rất ngon luôn nha. Nước đã từng ăn cái loại này ở dưới Sài Gòn, nhưng mà cái nước ở dưới đó cũng ngon, nhưng mà ăn đúng gốc trên này sao mà ngon quá. Nhưng mà không biết là do tại cái quán này làm ngon hay sao mà nó thấy là tối mà vẫn có nhiều người địa phương, có người đi xe hơi tới ăn ở đầu ăn trước nữa, mà đúng là cái nước nếm vô thấy đúng là ngon luôn, nóng mà ngon, ngon nó không biết diễn tả sao luôn. Chỉ là cái vị nó không ngọt quá nè, không gắt, không ngọt quá, cũng không mặn quá, vừa phải, rất là thanh, cái nước rất là thanh luôn. Bây giờ mình ăn có cái giò nên mình cần là sẽ có nước mắm mặn. Cái này là soy sauce, còn nước mắm mặn đâu rồi chị? Cho em hỏi cái nước mắm mặn của mình. Cái này phải không? Dạ, để em lấy. Này, nước mắm ăn bánh canh. Cái này làm sẵn luôn rồi, có ớt sẵn sẵn luôn. Mời quý cô bác anh chị và các bạn ăn bánh canh trảng bàn tại thành phố Tây Ninh nha. Ngày xưa Tây Ninh chỉ là thị xã, sau này được nâng cấp thành thành phố rồi. Đường phố khang trang lắm, bây giờ ăn cái này xong này. Tí nữa ra ngoài khu phố nè, quay tí xíu thêm ở ngoài đường
hình như là có chợ đêm gần đây á, nghe nó có chợ đêm nữa, tí nữa ra đó Nick sẽ quay cho các bán chị mình xem. Ngon quá là ngon. Mặc dù là ăn cái món kia rồi, no rồi, nhưng mà Nick nếm cái này đó, chỉ cần cái nước lèo á, nếm nó thấy nó đúng là thật sự là rất ngon, không thể là kèm được. Cái giò gân này mình ăn bằng tay đi, bắp đi. Cái ngồi giò gân, lớp ngoài là lớp da, trong là lớp gân, rụng, mềm, giòn, da, nó không phải giòn mà da da. Oh, rất ngon, lần nữa. Mình phải gọi là bánh canh Trảng Bàng Tây Ninh thành bánh thì nó ngon quá. Mời quý cô bán chị và các bạn cùng ăn cái đấy nha, xin mời. Hai món quá đã, rất ngon luôn. Thì cái tính tiền dạ, một cái phần một phần bánh tráng 50, hai tô này là 70, nữa là 120 với ly xăm của mình 5.000 nữa. Mấy ly vậy? À không, này một chai xăm với một chai nước lọc 102 với chai xăm của mình 10.000 là 13, 13 với cái đó 6.000 nữa, 150 6.000 với cái này 2 cái khăn. Dạ 4.000 nữa, 140. À, rồi. Ủa, sao mình rẻ dữ, trời ơi. Phần đó có 50.000, cái tô này có 35.000. Mà nếu nghĩ ăn Sài Gòn như vậy đó là khoảng 200 mấy 300 nữa nè, đây có 140.000 đúng luôn. Rồi ở tỉnh ăn rẻ thiệt, mà ăn tận gốc Tây Ninh vừa ngon mà vừa rẻ nữa. Nên là có dịp đi núi Bà mà ở đêm, hoặc là đi bên Tòa Tháp Tây Ninh mà ở đêm, có bán chị mình rảnh rỗi đi ăn vòng vòng Tây Ninh ngon quá trời, nhất là chỗ Úc Thiên này. Tôi nghĩ là chỗ này chắc là nổi tiếng, bây giờ thấy nãy giờ người ta cũng tới xe hơi, bây giờ là vẫn còn tới khách, rồi người ta thích ngồi ngoài đường, không thích vô trong nhà, ai cũng thích ngồi ngoài, cho nên là ở ngoài là lúc nào cũng đầy bàn. Nên ghé chỗ này ăn thử, nó thấy ngon mà rẻ quá trường luôn. Bây giờ ăn xong sẽ đi qua cái khu chợ đêm gần đây, có gì hay quay tiếp cho cô bán chị mình xem nhé. Khu này chắc là khu chợ đêm rồi, thấy là nhiều hàng quán nè. Ở đây nãy giờ chạy ngang mấy chỗ kia cũng bán bánh canh rồi quán ăn, còn chỗ này có người ta cũng bán đồ ăn, quán ăn Hồng Thúy, bánh nước, bánh cuốn, hủ tiếu, mì xào giòn. Rồi kế là quán ăn nữa nè, ngoài đây công viên, quán nhậu, ngồi ăn ngoài đây. So với Sài Gòn thì không thể so là dân số Tây Ninh thì ít người hơn, mà ít hơn nhiều, cho nên là buổi tối thì cũng không có đông như là Sài Gòn, nhưng mà có không khí vậy cũng hay rồi nè. Quán Cường Chơn, bánh ướt, bánh cuốn. Ồ, kế bên là quán nhậu Quý, khô nghêu sò ốc. Đây, ngồi ngoài đường bên công viên là lý tưởng quá chừng luôn. À, rất lý tưởng. Ở đây thanh bình quá, đó là ngồi thoải mái, không quá đông như Sài Gòn, nên là rất là thoải mái. Vinh sửa xe, sửa khóa. À, hư chìa khóa, mất chìa khóa ra đây làm sửa. Ra đây hủ tiếu, bánh canh giò, mì Hoành Thánh. Đây là quán Úc Mi. Đằng kia một cây cầu. Rồi ngoài công viên, ngoài chắc là bờ sông. Ai, khu chợ đêm.
rất nhiều bè hàng quán ngồi ngoài công viên sát bờ sông. Ồ, quán Úc Mi nè, cua tôm mực niêu sò, lẩu nướng xào. Đang làm món gì vậy em? Hàu nướng hả? Rồi cái này là ốc bu nướng luôn hả? Ồ, nóng hôn mà cái tay như vậy. Wow, thấy nó bốc khói. À, cảm ơn em. À, suy nghĩ là cuối tuần sẽ đông hơn. Cũng lai ra vài bàn ngoài kia. Ở đây nữa, nghêu, sò mực, thịt vịt lộn, thịt tuột nướng, bò nướng. Ra bên đây coi như thế nào. À, góc ngồi lý tưởng quá ta. Ờ, có cây cầu cũng trang trí nhiều màu sắc đẹp nè. À, cái con sông này đi ngã sông nhỏ thôi, cây cầu là bắt qua là đẹp quá trời luôn. Đằng kia vừa nhậu và hát karaoke. Đúng là ở tỉnh thì bữa tối yên bình, yên ảo quá chừng luôn. Biết đi vòng vòng mà thấy cảm giác nó thanh bình. À, không có cái sự mà xô bồ náo nhiệt như Sài Gòn, thấy nó thoải mái gì đâu á. Và không khí nó cũng trong lành hơn nữa. Đây, con sông, coi cầu đằng kia đẹp. À, chỗ này phát hiện ra thấy có một cái quán chè để chè trình. Mà cũng khá là đông người. Chắc là cũng khá là nổi tiếng ở chỗ này nha. Bây giờ thôi, thấy chỗ này đông là chắc là ngon rồi, vô thử luôn. À, đi qua bên đó để đi vào thử cái món chè. Đây, chè trình. Thầy tới gần coi chỗ chè đây. Đây, đậu trắng, đậu xanh đánh, đậu xanh hộp, đậu đen, đậu đỏ, quả sen, có nhiều thứ đó. Ok, bây giờ ra bàn ngồi xong mình kêu thôi. Rồi, không biết kêu gì, kêu cái ly thập cẩm đi. Trộn đủ thứ vô. À, chắc là các loại đậu là thập. À, có đá vô khuấy lên. Chè là phải, dĩ nhiên phải ngọt đó. Mà các loại đậu đó vô cái là nó hòa quyện lại. À, như mấy loại đậu nãy nước thấy vậy đó. Nhưng mà phải nếm lại lần nữa ra. Cái này ngọt nhưng mà không bị gắt. Cũng ok. Rồi, các loại đậu nè. Thập cẩm mà. Đó, đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng, rồi thạch tùm lum đây nè. Đậu xanh nữa. Thạch màu xanh, màu trắng tùm lum trong đây nè. Ngồi chỗ này ăn chè, ngắm cảnh bình yên sông nước. Lý tưởng quá trời luôn. Đó là ở Tây Ninh. Nói chung là đi các tỉnh mà cô bán chị mình có thời gian ở đêm á, tối là đi vòng vòng chơi, đi ăn uống, đi khám phá, đi dạo phố. Bây giờ Nick thấy là hầu hết các tỉnh thành nào ở các thành phố, các thị trấn đều có những khu chợ đêm đi chơi, thấy rất là hay. Không còn là
những tháng năm gì, những ngày mà không có điện hoặc là những tháng ngày tăm tối ngày xưa ở đâu bây giờ cũng đèn sáng, rồi có khu đêm, khu đi ăn uống, có trung tâm mua sắm, có siêu thị, có chỗ để mình đi chơi đêm, giải trí về đêm, nhà hàng, quán bar, cà phê, hoặc là đi ngoài đường khu phố như thế này nè, rất là ok nha. Nên là về Việt Nam đi đâu chơi cũng vậy, có rảnh là tối đi tà tà đi chơi, hỏi khách sạn người ta cũng chỉ chỗ cho mình đi, chứ mình không biết, đi khám phá. Như chỗ này là ở Tây Ninh là lần đầu tiên ở đêm thôi, nên bây giờ đi thấy thú vị lắm. Mời cô bán chị và bạn cùng dùng chè Trình ở đây. Ở đây mình gọi là đường gì hả cô? Ở đây mình gọi là khu gì anh, đường gì anh? Đường Ít Kiêu. Chè Trình đường Ít Kiêu cô bán chị nha, Tây Ninh. Chè Trình đường Ít Kiêu ở đây có con sông là khu phố 2 anh, đường Ít Kiêu khu phố 2 thành phố Tây Ninh. Mời cô bán chị và bạn nha. Thấy bây giờ xung quanh đây là người ta mở khuya không anh? Chỗ này là mở khuya lắm hả? Wow, 3-4 giờ sáng luôn. Nhưng mà bình thường thì khách có đông không mà bán tới khuya dữ vậy ta? Dạ hả? Lễ lộc hoặc cuối tuần thì đông hơn hả? Khuya là thường khuya tới mấy giờ rồi? Dạ hả? Còn xung quanh đây người ta bán vậy đó, bán đến sáng luôn dữ vậy đó. Khuya cũng có người ra nhậu nữa, chơi cứ tưởng ở tỉnh là ít người, không ai đi nhậu khuya mà cũng. Nhưng mà ngày xưa là có vậy chưa hay là sau này mới bắt đầu là cái khu này thấy người ta bán dọc bờ sông này, là sông này là gọi là sông Thanh Tây Ninh, Thanh Tây Ninh hả? Đằng kia là gọi là cầu Quan. Còn thấy cái cầu màu sắc như đây là cầu mới. Cái này là có phải là khu trung tâm nhất của Tây Ninh mình chứ? Vậy là cái dịp Tết mà có sự kiện có tổ chức ở đây hả? Chợ hoa thì nó có bán dọc bờ sông này không? Hay ha. Nhưng mấy cái ngày mà lễ lớn rồi mấy sự kiện của chùa rồi đó, rầm rồi đó, người ta ở đêm nên xung quanh gần đông phải không, mấy ngày đó đông hả? Kẹt xe luôn mà không có đường vô. Vậy đó hả? Nó đi trước nữa là chiều là 5-7 giờ múa luôn, là chiều là màu 2 giờ rồi trưa là đi rồi. Anh trọng đồng quá, quá trưởng. Nhưng mà chỗ này ra qua ngoài tòa thánh là cũng mấy cây số? Ba cây số. Mà những ngày đó thì khu này cũng rất là đông không? Bây giờ 9:15 Nick vẫn thấy người ta tới ăn chè. Nick không ngờ là bây giờ ở tỉnh, như Nick nói là bây giờ ở thành phố nào cũng có những cái khu phố đêm, người ta có thể đi ăn, đi uống, rồi đi chơi đêm, đi nhậu khuya cũng khó luôn à. Mà hơi bất ngờ là khu này nó thêm mở những cái quán nhậu rạng rỡ. Nick vừa quay khi nãy đó là nghe nói tới 3-4 giờ sáng. Wow, cũng rất là bất ngờ. Chứ Nick chỉ nghĩ là ở Sài Gòn mới có những khu ăn đêm mà mở tới thâu đêm suốt sáng thôi, không ngờ ở tỉnh bây giờ. Nó chỉ nghĩ là chừng giỏi lắm tới khuya 12 đêm mà dẹp hết rồi, nhưng mà ở đây 3-4 giờ sáng vẫn còn những quán nhậu mở, rất là bất ngờ luôn. Là lâu lâu đi mình mới thấy là có nhiều cái thay đổi cập nhật mới lại, chứ không để lâu quá không đi không biết thấy mình lạc hậu quá không bán chị ơi. Lần này đi lên đây cũng cập nhật lại được số thông tin. Trước giờ cứ nghĩ là Tây Ninh là chỉ có những ngày mà của bên đạo đó thì người ta lên, người ta đông, người ta tập trung ở quanh tòa thánh đó, không nghĩ là
là những cái khu phố đêm vòng vòng của Tây Ninh. Tây Ninh bây giờ thành thành phố rồi, ngày xưa gọi là thị xã đó, bây giờ lên thành phố và nó lại bắt đầu phát triển hơn, có những cái vấn đề đi chơi đêm ăn đêm như thế này rất là hay. Rồi, ăn chè xong rồi qua đây, qua sông ngắm cảnh tiếp. Đúng là nó quá thanh bình, quá yên bình, rất là thú vị, cảm giác thoải mái quá chừng luôn. Của bánh chị các bạn ơi, cái chè 20.000 ăn vẫn rẻ hơn Sài Gòn ha. Bây giờ là qua đây hỏi thông tin thêm nếu mới biết được đây là sông Tây Ninh, và cái khu vực này là khu vực trung tâm của thành phố Tây Ninh luôn. Ngày xưa là thị xã, bây giờ là thành phố rồi, cái cầu quan rồi. Nhìn lại nó dạ ánh đèn xuống dưới sông rồi. Cái cầu này cái kiểu là kiến trúc thời xa xưa rồi, đâu mà thời chắc là thời, nó nghĩ kiểu kiến trúc đó chắc từ thời Pháp lần. Còn cái cầu này là cầu mới nè, cầu mới thì có ánh đèn lấp lánh, thấy khá là đẹp. Khu vực này dọc theo hai bên bờ sông, bây giờ người ta làm công viên sạch đẹp nè, có thể ghé băng đá thư giãn hoặc là ngồi những cái bậc thềm bờ sông này thư giãn buổi tối, thấy rất là hay, khung cảnh thanh bình rất là thích. À, buổi tối ngày hôm nay là Đức đã tới trải nghiệm được hai chỗ rất là nổi tiếng, hỏi ra mới biết là rất là nổi tiếng. Đầu tiên là bánh canh Trảng Bàng Tây Ninh ở quán gọi là Úc Thiên. Ở chỗ đó hồi nãy Đức ăn thấy ngon, rất là ngon, rất là thích luôn. Từ cái bánh cuốn, bánh cuốn thịt với rau rừng đó đã thấy ngon rồi, sau đó thử thêm cái bánh canh đó rồi nó là rất ngon. Bây giờ tới chè trình để hỏi ra thông tin thì người ta cũng cho biết là quán lâu đời và đúng là nhiều người tới ăn, nổi tiếng mà. Hai cái nơi này ha, nếu mà các anh chị mình có lên Tây Ninh, ghé Tây Ninh thì có thể ghé thử trải nghiệm, đừng bỏ qua. Đức thấy rất là xứng đáng, mà ngon và rẻ nữa. Nhớ ăn, nhớ trải nghiệm nha. Buổi tối ngày hôm nay đi vòng vòng ở đây ở đêm Tây Ninh là cập nhật được rất là nhiều thông tin mới và thấy rất là thú vị, chia sẻ là cho quý cô bác anh chị và các bạn cùng biết nè. Ngày mai là Nick sẽ lên núi Bà. Nick biết núi Bà từ rất là lâu rồi nhưng mà cũng chưa từng đặt chân lên núi, và từ khi mà xây cáp treo lên trên núi nghe nói khung cảnh rất là đẹp cũng chưa từng lên luôn. Bây giờ có dịp lên, ngày mai sẽ lên trên đó, và trên đó như thế nào Nick sẽ quay một video clip chia sẻ cho quý cô bác anh chị và các bạn về núi Bà Đen Tây Ninh nha. Còn buổi tối ngày hôm nay đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng rồi. Cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Nick xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn trong những video clip về sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.